chào các bạn nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách xác định và sửa một cái phone Plus nó bị lỗi mất sóng thì cụ thể ở trên cái video clip này là một cái máy mình nhận được cái máy nó bị cái lỗi là khi mà chuyển sang 2G nó mới mất sóng còn chuyển sang 3G thì sóng bình thường các bạn thấy không? rồi các bạn nhìn thấy ở trên góc màn hình mình thấy cái biểu tượng nó là data on nó là nó bật 3G lên sóng bình thường nghe gọi ok lướt web bình thường luôn chỉ có khi mà chúng ta bật qua cái 2G đó, thì tự động cái cái cột sóng từ từ cái nó, nó nó thụt dần thụt dần thụt dần rồi Sorry các bạn thì khi mình đang sửa chữa mà có người gọi điện thoại tới thì nó cũng tương đối là nó khó chịu các bạn ha nên trong lúc mà quá trình sửa các bạn biết không một tay cầm khò một tay cầm nhíp thì cái tay nào mà cầm điện thoại nên đôi khi các bạn gọi mà ngay lúc mà mình đang sửa đó thì mình không có bắt máy được đâu nên thường các bạn gọi cho kỹ thuật viên các bạn thấy khó, khi nào họ bắt máy lắm tại vì họ đang họ đang làm mà đúng không cái tay phải làm thì cái hàm mới nhai các bạn ha không làm thì lấy cái gì mà ăn rồi thì chúng ta sẽ chuyển qua cái thằng 2G các bạn thấy Nó sẽ đang tìm kiếm và nó báo là không có dịch vụ Nhưng mà chuyển qua 3G nó lại ok Rồi thì có một cái đặc điểm ở cái máy này các bạn thấy ha Khi mà nó chuyển sang sóng 2G các bạn sẽ rờ cái con Rigu cấp áp cho nó Thì lúc này các bạn làm đến iPhone Shop các bạn phải biết con với là cái phần công suất sóng nó nằm ở đâu ha Rất là nóng Con Rigu rất rất là nóng luôn nhưng mà bật sang 3G thì bình thường nó không có nóng hả Rồi thì như vậy thì mình sẽ nghi ngờ là nó sẽ bị chạm một cái con nào đó Do cái con Rigo cấp áp cho con đó nên nó gây ra nóng thì mình sẽ tiến hành mình sẽ đo cái men Thì chúng ta chỉnh thằng đo X10 hai que chập lại với nhau và chỉnh về không Các bạn cũng đã có coi, coi trong những cái clip kia rồi đúng không thì Mình sẽ ra những cái clip căn bản hướng dẫn cái này cụ thể hơn Bây giờ mình sẽ que đỏ mình chấm mát que đen mình đo ra thì đo ra là mình quay đỏ chấm mát quay đen mình đo ra đo cho nó lẻ các bạn ha nó chính xác rồi nếu mà một đầu mà nó về mát nếu khi mà bạn đo cái con tụ đó, một đầu nó 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 mát đúng không thì nó sẽ về mát thì đúng thôi về không thì đúng rồi còn một đầu còn lại nó sẽ có một cái trở rất là nhẹ là không có chạm ha. rồi thì mình thấy một con tụ ở đây có vẻ như mình đo hai đầu nó đều về không hết thì mình sẽ đảo đầu để mình đo lại một lần nữa rồi một đầu nó về không thì có thể đầu nó là mát rồi còn một đầu nó về chưa có về không lắm các bạn ha thấy chưa có nghĩa là nó vẫn có chở về chưa chắc cái đường này chạm đâu tiếp tục đo ra tiếp những con tụ xung quanh không chạm không. rồi thì xác định được là cái con tụ này là cái đường nó đi qua con tụ nó bị chạm các bạn thấy không rồi mình sẽ đảo đầu là mình đo cái nó cho chắc xem xem mình đo thuận và đo nghịch xem nó có về không hết không rồi một cái về không đầu kia cũng về không rồi xác định như vậy thì cái... bên cái cái đường đi nó đi qua cái con tụ này, cái đường mạch nó đi qua con tụ này nó sẽ bị chạm là nhiều hơn bây giờ mình sẽ dùng mở tool set up lên, mở tool set up các bạn ha, để mình xem xem cái app nó cấp qua con tụ này nó cấp cho tất cả những cái gì và mình sẽ từ từ mình sẽ remove và cách ly dần dần rồi thì bây giờ mình sẽ mở thằng set up lên thì uh, các bạn làm đến iPhone 6 Plus này các bạn phải biết cái tool giấy lớp này ha thì bây giờ nó có rất là nhiều tool không chỉ riêng giấy mình đâu nhưng mà có nó có rất là nhiều tool hỗ trợ cũng giống giống với tiếp này nhưng mà mình thấy giấy lớp nó là vẫn là vô địch nhất các bạn về cái tốc độ load á còn những cái tool khác á nó load lâu lắm rồi mình sẽ mở iPhone 6 Plus ha mình xem phóng to lên và mình sẽ nhấn vào cái con tụ mình đó mình nói là con tụ này đúng không một chân bên này nó là mát rồi thì không nói ha nhưng mà chân bên này nó vẫn chạm mát nữa thì các bạn sẽ thấy những cái đường đỏ là những cái đường đi của cái mạch đúng không rồi thì cái con này con rigu này nó sẽ cấp áp cho con công suất đây con công suất 2g còn con này có thể con công suất 4g hb là 2 ban đó có nghĩa là hai ban là dưới tắc của cái băng tầng cao hay chắc từ 19 trở lên rồi để xem xem bên này nó có qua những con gì nữa không rồi nó sẽ qua thêm những cái con tụ bên này nữa các bạn thấy chưa rồi như vậy thì các bạn sẽ thấy ha nó sẽ chạm một là chạm con này hai là chạm con này ba là chạm những cái tụ này nó sẽ gây ra là nó nóng nó chạm thì nó gây nó gây ra nó sẽ nóng cho cái con cấp áp này ha thì thường nếu mà chúng ta làm chúng ta chưa quen á chúng kinh nghiệm chúng ta chưa có chúng ta nghĩ là à, rồi cái con này nóng quá tháo bỏ con này ra thì tháo bỏ ra đúng là nó hết nóng thiệt bật nguồn lên nó hết nóng thiệt nhưng mà khi các bạn đóng vào nó sẽ vẫn tiếp tục nó nóng thôi nên mà các bạn làm sống ở tùy theo mỗi ban và tùy theo cái đo đạt cái phần sóng của iPhone 6 và 6 Plus á, thường là thứ nhất là bị bê, -bê nè thứ hai á, là nó sẽ bị chạm những con công suất nè hoặc là những con tụ thứ ba là nó sẽ bị con um, switch các bạn ha rồi bây giờ mình sẽ vẽ ra, ra giấy một chút nữa để cho các bạn dễ hiểu hơn rồi thì khi mà mình vẽ ra giấy các bạn sẽ thấy rất là dễ hiểu hơn nha rồi một cái con Regu, Regu thì thì đã biết tắt của chữ regulator là một cái con ic cấp áp một con ic nắng áp hoặc là một ic ổn áp gì đó nó sẽ nhận áp từ cái vbat là từ viên pin là vbat 4 v bắt đầu nó sẽ tách ra thành trong cái con Regu này nó sẽ có những cái mạch um, chia áp các bạn ha nó tách ra thành những cái những cái áp nhỏ hơn hoặc là có thể nó, nó sẽ giữ nguyên cái áp vbat nó cấp cho một cái con nào đó đúng không rồi ví dụ như đây nó tách là ba áp nhỏ đi ha mình ví dụ đi ha thì một trong những cái đường áp này nó bị chạm rồi có thể là bây giờ mình sẽ là cho là cái đường áp ở giữa nó bị chạm đúng không nó sẽ qua cái con tụ đó là con tụ này các bạn đo đó nó cấp cho công suất 2g rồi nó cấp cho công suất 4g 2 ban hoặc là công suất 3g 2 ban vậy đó các bạn ha rồi và nó sẽ đi qua thêm một cái số tụ khác nữa các bạn thấy không ít nhất là nó qua thêm 4 đến 5 cái con tụ khác thì một trong những con tụ này chạm cũng gây ra cái lỗi này hoặc là một trong những con IC công suất bị chạm cũng gây ra cái lỗi này thì ở ở cái máy mà mình nhận được các bạn biết không thì nó mình quan sát mình sử dụng thiên lý nhãn thì cái chiêu thiên lý nhãn này các bạn sẽ biết rất là rõ trong những cái video clip uh, căn bản nền 6003 mà mình sắp làm ở đây ha mình sử dụng thiên lý nhãn mình nhìn thì mình thấy được là cái con công suất 4G 2 ban nó nó bị nổ các bạn nó nổ nhẹ nó nó có một cái nó nổ nhẹ trên đầu nó sùi sùi nhẹ lên nhìn kỹ thấy thôi thì nên mình mới quyết định mà mình, mình, mình remove nó đầu tiên các bạn ha chứ không phải là mình tại thánh gì đâu mà mình biết được à chạm là do con này nó chạm đúng không nên là khi mà các bạn làm việc cái cái quan sát của các bạn cái tầm nhìn cái quan sát các bạn quan sát là nó chiếm đến 60 cái tỷ lệ các bạn đoán ban lần các bạn ha thì lúc này mình sẽ cách ly thử cái con này ra xem nó hết chạm hay không nếu mà cách ly thử mà nó hết chạm rồi thì mình sẽ gắn vào để mình bật lên mình xem 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 sống 2g có không sống 3g có không sống 4g có không thì lúc này mình sẽ biết được chính xác là à, cái con công suất này nó sẽ quản lý là cái phần sóng 4G hoặc là 3G hai băng ví dụ như là 2001 2009 gì của Viettel ha. Còn Mobile Mobi thì nó xài cái băng tần thấp hơn. Đúng không? Thì các bạn biết cái con IC sống nào nó nó, sử dụng cái băng tần nào thật ra trong Semantic họ cũng có ghi nhưng mà để biết chính xác hơn thì chính là những trong lúc cái quá trình các bạn làm việc đó, thì những cái kinh nghiệm này nè nó sẽ giúp cho các bạn nhớ lâu hơn và nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn giống như là thực tế hơn đúng không rồi sau khi mình sẽ tháo cái con này ra tháo ra là phải đo lại một lần nữa chứ không phải tháo ra xong rồi gắn vô thử liền các bạn ha rồi mình đo một chân nó mát ok là một chân các bạn thấy chưa tốt phải chưa đo ngược không nó sẽ có một trợ kháng lên đó nó không có chạm các bạn thấy chưa ok như vậy là chính xác là do cái con công sức này nó bị nổ nó chạm nó gây ra cái tình trạng là bật qua sóng 2G nóng máy nóng cái con cấp áp rồi bật lại chế độ máy bay và test thì sau khi mà test xong để biết được cái con công suất đó là nó quản lý cái gì đó, nếu mà các bạn bật lên 2G có 3G có hồi lúc mà ngày xưa đó khi mà ở Việt Nam chưa có mạng 4G các bạn không cần đóng con này vào bỏ luôn cũng được nhưng mà bây giờ ở Việt Nam chúng ta đã có mạng 4G rồi thì chúng ta phải thay thế cái con này để cho khách họ xài được cái băng tầng 4G các bạn ha rồi thì cái việc đóng và thay thế IC nó đã quá đơn giản rồi đúng không các bạn đã làm đến shop rồi cái này nó thuộc về cái những cái video clip căn bản thôi ha nên mình sẽ không có quay tiếp những cái video clip đóng nhỏ IC nữa nó, nó quá tầm thường đi rồi như vậy thì mình sẽ test máy rồi để xác định được cái con IC này nó quản lý cái phần nào sau đó sẽ bắt đầu đóng vào và test lại một lần nữa cuối cùng trước khi giao khách như vậy thì mình sẽ tạm dừng cái video clip này qua ha cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này chào các bạn chúc các bạn thành công hy vọng là sau cái video clip này các bạn sẽ hiểu rõ hơn về cái cách xác định và ban và sửa chứ không phải là cứ bóc điện thoại lên hỏi ờ ừ, anh quân ơi máy em bị mất sóng rồi làm sao thì làm sao bây giờ phải sửa đi phải đo đạt đi đúng không mới biết được chứ biết bao nhiêu lý do trung tầng lỗi đúng không cấp áp lỗi hoặc là máy bị chạm hoặc là bị ben bị đứt chân rất rất là nhiều lý do các bạn phải đo các bạn mới biết được ha rồi mình tạm dừng clip nữa đây các bạn ha chào các bạn